đây cái bức tường này trước đây nó không có đâu, nhưng mà mình cũng đã tự xây theo cái ý của mình. Nhưng mà khi mà mình bắt tay vào cái công việc sửa chữa cái căn nhà ấy thì nó có quá nhiều thứ, cho nên là mình cảm thấy bị stress. Trong không khí rất là tươi mới của những ngày đầu năm thì hôm nay chúng ta có ban bình luận ở đây. Đầu tiên đó chính là anh Tuấn, đại diện của Văn Phú Invest, chị Kiwi Ngô Mai Trang và anh Hùng, đại diện của nhãn hàng Panasonic. Không để mọi người chờ lâu nữa thì chúng ta sẽ bắt đầu xem câu chuyện của nhân vật của chúng ta ngày hôm nay. Dino ơi, chào em. Thôi, đến giật cả mình. Em đang chuẩn bị trà bánh đây. Anh thấy nhà em đẹp lắm. Hôm trước xem YouTube thì là thấy rất nhiều góc đẹp ở trong nhà em. Em cảm ơn. Nhà đẹp ý, là một chuyện. Thế anh thấy rằng là từ một cái nhà ấy, để thành một cái nơi mà mình thật là thoải mái để ở ấy. Tiếng Anh ấy, thì người ta hay gọi là house và home, nhưng mà tiếng Việt thì mọi người hay gọi là nhà và tổ ấm ấy. Từ cái việc mà một căn nhà mà nó hữu hình, một căn nhà mà có gạch vữa đá rồi các kết cấu như thế thành một cái nơi mà mình thoải mái ở ấy, thì anh nghĩ rằng từ đoạn đấy đến đoạn đấy nó cần gì? Theo anh nghĩ là có hai cái đấy, là một là hình khối của ngôi nhà. Hai là tinh thần của chủ nhà mang lại. Thì cái việc tổ ấm nó là một điều cực kỳ quan trọng khi mọi người sinh hoạt ở nhà, như mọi người có thể đi khách sạn này, đi du lịch chỗ khác, nhưng quay lại ngôi nhà mình dù bé hay là to nó cũng đều cảm giác ấm cúng và thân thuộc. Có lẽ là một cái phần nữa mà cái quyết định tổ ấm đó chính là những cái người sống trong nhà. Đúng những rồi. Cái người mà mình dành một phần cuộc đời của mình với họ, gắn bó và có nhiều kỷ niệm ở trong đấy. Ok, bởi vì em hỏi về nhà và tổ ấm không phải là chuyện vớ vẩn đâu, bởi vì hôm nay em gọi anh đến đây là cũng phải nhờ vả. Người bạn của em thì đang có một nhu cầu để cải tạo nhà cho cô ấy. Anh em mình cùng xem. Khi mà mình trải qua cái câu chuyện mà bất kể người phụ nữ nào cũng không có mong muốn xảy ra đối với mình, thì lúc đấy mình cảm thấy rất là buồn, tuyệt vọng. Thực ra là cùng một cái kịch bản, nên là bản thân mình ấy, không bao giờ mình muốn cuộc sống của mình khi mà lấy chồng, sinh con sẽ nó giống như là đi vào vết xe đổ của mẹ. Nhưng mà thực sự cái trạng thái tuyệt vọng nó cũng không phải là kéo dài quá, bởi vì lúc đấy hai con còn nhỏ, nên mình nghĩ rằng là nếu như mà mình cứ ở trong cái trạng thái đấy thì mình sẽ không chăm sóc được các con tốt nhất, cho nên là mình phải cố gắng để vượt qua thật nhanh. Thực ra là ngoài cái thời gian mà ở bên cạnh con thì mình sẽ chỉ lo cho công việc thôi, sáng là ngủ dậy là sẽ đưa con đi học rồi, xong rồi tới công ty và làm việc nguyên một ngày, tới tối về với con, xong rồi nếu như có công việc, có đối tác thì lại tiếp tục đi lo cho công việc nữa. Dồn toàn bộ cái thời gian của mình cho công việc, mình sẽ không có thời gian để mình suy nghĩ lung tung nữa. Quãng thời gian vừa rồi thì Trang cũng luôn là đồng hành cùng Diệp, và Trang cảm thấy là cực kỳ khó khăn và cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ bởi vì cái sự nỗ lực và cái sự cố gắng của Diệp. Vâng. Kiên cường nó không chỉ là ở trạng thái của thể lực, nó là còn cái tinh thần nữa. Đấy, thì anh thấy rằng là hôm nay mình nói cái câu chuyện này có khi nó lại là cái bắt đầu rất hay của một cái khởi động mới, của một cái tinh thần mới. Dạ. Của Giờ Lâm Anh. Đây là cái không gian trong cái căn nhà mà trước đây là mẹ mình đã mua, và mình cũng quyết định là thời gian này thì sẽ dọn về đây ở. Đây cái bức tường này trước đây nó không có đâu, nhưng mà mình cũng đã tự xây theo cái ý của mình. Nhưng mà khi mà mình bắt tay vào cái công việc sửa chữa cái căn nhà ấy thì nó có quá nhiều thứ, sơn này, điện, nước này, cho nên là mình cảm thấy bị stress. Hiện tại bây giờ thì mình sẽ phải tìm đến một cái đơn vị thiết kế nào mà mình cảm thấy đủ tin tưởng. Các bạn làm thiết kế thì phải là hiểu chủ nhà đang muốn gì, thích gì, hiểu em bé tính cách như thế nào, hay là hiểu bố mẹ của các bạn ấy ra sao. Nên vì vậy là cái việc thấu hiểu và đồng cảm là việc quan trọng. Mình thì suy nghĩ là ở thời điểm hiện tại, sau tất cả những chuyện đã xảy ra, thì tâm nguyện lớn nhất của Diệp Lâm Anh đấy là xây dựng một cái tổ ấm để cho Diệp Lâm Anh và hai con có thể được bình yên ở bên cạnh nhau. Diệp Lâm Anh nghĩ là tất cả bão giông thì sẽ dừng đằng sau cánh cửa, và khi bước vào ngôi nhà của mình, tất cả nó chỉ còn là niềm vui, là tiếng cười. Diệp chưa bao giờ có một ngôi nhà của riêng mình, và ngôi nhà ngày hôm nay là ngôi nhà đầu tiên mà Diệp có. Nên chính vì thế những cái tâm tư, tình cảm và mong muốn của Diệp
dành cho ngôi nhà này thì Trang nghĩ là tâm huyết rất là nhiều. Nhưng với một người phụ nữ mà phải càng đáng cả cái nhà lớn như thế thì nó rất là khó. Mình phải thấy ngay có mấy cái việc cần phải giúp đỡ cô ấy. Vâng. Thứ nhất là có cái tình huống là cái nhà nó lại đã hiện thực rồi. Em xong tưởng là nó dễ hơn xây mới chứ. Không, nó lại là cái thứ mà mình bị giới hạn rất nhiều cái câu chuyện khác của cái hiện trạng đó. Ngay lập tức là gì? Phải có kiến trúc sư cho cô ấy. Vâng. Tốt nhất cho bạn ấy là gì? Bạn ấy được chung tay cùng với kiến trúc sư. Vâng. Chứ một mình ông kiến trúc sư ấy thì ông ấy sẽ làm theo cái bài toán của ông ấy. Vâng. Anh thấy cây này sao? Cây này vừa khó lại vừa dễ. Khó ở điểm nào vậy? Khó đầu tiên là phải hiểu cái nhu cầu của bạn ấy đã. Nhu cầu như kiểu em ở một ngôi nhà như nào thì em muốn những cái gì thì em phải liệt kê đầu dòng cho anh biết. Em thấy chị cũng nghệ sĩ xinh xắn đấy, chắc nhiều cầu cũng khó đấy. Ui. Đấy, chị đến rồi. Chào chị. Hello em, đây, khỏe không? Em đẹp trai quá trời. Ông mày khỏe không? Là sao? Quen nhau hả? Đây là cái khoảng em rất là bất ngờ. Tất cả những cái cuộc gặp, ví dụ như là người này gặp người kia đều không phải ngẫu nhiên mà chúng ta gặp nhau, mà chúng ta sẽ là có cái duyên. Chỉ có em là người bất ngờ thôi. Quen nhau lâu lắm trời rồi. Trời ơi, lâu lắm rồi mới gặp luôn á. Là em giới thiệu hai người cơ mà. Thực sự là không thể ngờ luôn là lại là anh Mạnh luôn. Cực kỳ bất ngờ bởi vì một là gặp lại bạn cũ, hai là bạn ấy đã trưởng thành hơn. 10 năm, cũng lâu đó. Em ơi, tức lắm ý, bởi vì là... Tưởng là bất ngờ. Không phải, mà tức là bởi vì... Em phải nhấn mạnh cái giá trị của em ở đây là em giới thiệu mọi người ở đây. Mà tại sao hai người lại quen nhau trước? Tưởng là Dino sẽ ở đây là có vai trò kết nối đúng không? Ai ngờ. Nhưng mà cũng rất là kết nối bởi vì... Thôi bây giờ phải giới thiệu chính thức. Bởi vì đây là chủ nhà. Có một cái căn nhà mà anh vừa xem. Còn đây là kiến trúc sư. Lúc mà... anh vừa xem kiến căn trúc nhà sư. Kiến trúc sư. Sao bây giờ anh đổi nghề? Chị biết anh Mạnh từ trước khi anh làm kiến trúc sư. Đúng rồi, đúng rồi, ngày xưa thì anh đâu có làm kiến trúc sư gì đâu, làm có mỗi cái chuyện phòng. Mà dựng cái lều cắm trại ấy. Mà ông và ông bạn thân cãi nhau là bây giờ làm cái móng trước hay vì là dựng thế cái tức nhà quá trước. Nên vì vậy là chuyển sang nghề để chứng minh cho thằng bạn mình biết. Xây nhà với xây cái móng mà còn lóng ngóng như thế thì chắc là hơn. Dựng cái lều không sao. Sai, nghề chọn hơi sai nên là phải suy nghĩ lại. Càng nghe. Chết rồi, anh làm dựng cái lều không nổi thì... Không, thằng bạn nó dựng cái lều nó phải cãi nhau với nó. À ok, thế là cái chuyên môn của anh vẫn đảm bảo đúng không? Đúng. Okay. Anh đọc trên báo thấy em con cái nọ kia rất nhiều rồi. Đúng rồi, bây giờ hả, lúc trước gặp là một cô thiếu nữ nha. Bây giờ khác nha. Bây giờ là mẹ hai con. Mẹ hai con lại còn là doanh nhân, lại là nghệ sĩ, em đa nhiệm đấy. Hội ngộ lâu thế cơ à? Thế theo anh nghĩ là hả, em có khó tính không? Chắc chắn là khó tính hơn nhiều. Chết rồi, trời khách hàng ơi. Khó không đây? Hơi hoang mang cơ. Tính cách của Diệp Lâm Anh trước là kiểu nông nổi này, bùng bột này. Bây giờ thì thấy sự thay đổi là đầu tiên là tính quyết đoán. Biết rất rõ là mình cần gì, muốn gì. Ý chí cũng rất là cao. Anh nhận khách này không đã nào? Không nhận cũng phải nhận chứ sao. Rồi, ok, coi như là việc của em xong. Nhưng mà Hồng thấy cũng khó thôi nhỉ. Ví dụ như theo kinh nghiệm của anh Tuấn là kiến trúc sư đi. Thì nếu mà mình làm cho bạn thân của mình như vậy á, rất là khó. Thân, anh ơi, Diệp gặp Mạnh chỉ là 10 năm trước và gặp lại. Nên là cái quá trình đấy thì em nghĩ là cũng không phải thân lắm. Ví dụ như Diệp làm với em chắc chắn là sẽ cãi nhau đấy. Bởi vì đứa này đứa kia sẽ là không chịu đứa này. Nhưng mà cho dù là kia. Bạn biết nhau đi chăng nữa thì khi mà cũng rất là khó. Là mình nhiều khi mình bực hay mình đấy, không muốn hài lòng. Đấy là, sẽ, đấy là mình cứ nghĩ theo cái cách thức. Tức là cái gì đấy khó thì mình cho rằng nó khó. Nhưng mà nghĩ theo một cách thức khác ấy thì nó lại là đóng góp rất là tốt. Anh nói ví dụ khó tính như cậu Diệp Lan Anh ấy, hoặc là tương tác với nhau liên tục, mình cứ gọi là đốt chat đi. Nhưng nó lại tạo ra rất nhiều cái đáp số mà mình sẽ giải quyết trước khi mình mang ra xây dựng. Để mà làm một ngôi nhà cho Diệp cũng vô cùng khó khăn, bởi vì cô ấy cực kỳ là khó tính, phần men á, nhiều quá. Thế nên là một cái nhà sẽ xảy ra tranh cãi. Nên là đoàn Mạnh hãy coi chừng, nóng lòng là xem cái ngôi nhà đấy nó có như thế nào. Càng. Rất là khó khăn. Hiện tại căn nhà đấy thì chưa có phòng em bé này. Rồi là cái khu vực mà bàn ăn rồi bếp em cũng chưa có ưng ý lắm. Đó, căn nhà mà em muốn theo phong cách mà nó tối giản, đơn giản thôi. Nói là tối giản đấy nhưng cô này phức tạp lắm. Nó hơi mâu thuẫn một chút xíu. Tức là tối giản ý là cách mình phối màu. Nhưng quan trọng là em nhiều đồ lắm nhá. Quần áo, tại vì em cũng đang làm thời trang nữa. Cho nên là mấy cái đồ mà để em đi chụp hình, giày dép, túi sách rồi là quần áo nhiều lắm. Nhiều đấy. Nên làm sao để anh có thể tận dụng được tối ưu được cái không gian ấy. Để làm nhiều tủ mà trông nó vẫn phải thoáng nhá. Thế làm showroom hay làm nhà? Ô, nhưng mà anh chị chắc là làm việc được với nhau không đấy? Không biết, chưa đến lúc mà xảy ra ngày tranh cãi và mâu thuẫn. Đấu nhau thôi, nhưng bây giờ chắc là sẽ hài hòa hơn. Bây giờ lớn rồi đúng không? Lớn rồi. Đâu sợ đâu, bởi vì đâu chơi nhau đâu nghỉ.
Nói giỡn thế thôi, nhưng mà Diệp Lâm anh nghĩ là tranh luận thì cũng tốt, bởi vì tranh luận mình sẽ tìm ra được một cái đáp án để cho cả hai bên cùng cảm thấy vui vẻ và happy với cái việc của mình. Thế bây giờ về mặt công năng, chị có nhu cầu gì cụ thể cho hai bé nhà chị, hay là trong quá trình sinh hoạt chị muốn gì đặc biệt về phòng ốc, bất kỳ cái gì không thì chị có thể nói với anh Mạnh bây giờ. Ở đấy nó là có một trệt và hai lầu. Thì cái lầu một là em muốn làm phòng của em và phòng cho hai bé. Hai bé là cách nhau có 1 năm mà, nên là hai bé rất là thân. Em muốn là đúng ở chơi với nhau nhiều, cho nên là hai bé sẽ ở chung một phòng luôn. Còn trên lầu 2 thì em muốn làm phòng cho mama đại tổng quản luôn. Lâu lắm không gặp mẹ em, ăn cùng rất anh chất em. Đúng không? Ừ, rất là cá tính. Mẹ em cũng rất là nhiều quần áo. Thế à? Chị nhiều quần áo và mẹ chị cũng nhiều quần áo luôn. Ngang ngửa nhau. Wow. Nên là đấy, cái mà em lưu ý nhất là về vấn đề các cái hệ tủ. Rất rất nhiều hệ tủ. Chị có hay nấu ăn không? Chị thì không hay nấu ăn vì chị cũng thực sự không có thời gian. Nhưng mà chị rất là thích nấu ăn. Thích nấu ăn nhưng không có thời gian nấu ăn. Đúng rồi, tức là bây giờ đi làm nhiều quá lấy đâu ra thời gian nấu. Nấu xong thì ai đi làm anh. Em muốn là làm một cái khu bếp anh Mạnh nha, để em có động lực để em nấu ăn nhiều. Phải đẹp. Phải đẹp, xinh lung linh lên. Em cũng muốn nó đơn giản thôi, nó được cơ bản là đen trắng. Cô này lúc nào cũng nói đơn giản nhưng thực ra là khá là phức tạp đấy. Không, bởi vì là chị lúc nào cũng bắt đầu à? Đơn giản thôi nhưng mà là tức là đơn giản là cái cơ bản mà mình nói với nhau, nhưng mà những cái chi tiết, những cái tiểu tiết được không? Đấy là nó phải tinh tế. Hiểu hiểu. Yêu cầu của mình á, cái gì mình cũng nói là đơn giản nhưng mà thực sự là mình muốn là mọi chi tiết nó đều tỉ mỉ và nó tinh tế. Không biết rằng là hai anh em làm việc với nhau sẽ như thế nào. Lúc nãy thì anh Tuấn có chia sẻ là anh Đoàn Mạnh với lại chị Diệp Lâm anh sẽ có thể dễ dàng làm việc với nhau, nhưng mà em thì em nghĩ sẽ là hoàn toàn khác. Tại vì chị Diệp Lâm anh là một người làm trong thời trang, cá tính thì rất là mạnh mẽ. Em nghĩ là sẽ rất là căng khi mà làm việc với anh. Bài toán khó anh ạ. Bài toán khó đấy. Cái dễ của ông kiến trúc sư Mạnh này này. Vâng. Tức là ông có cái môi trường mà trình bày ra rất rõ những cái thứ khác để ông ấy tương tác. Nhưng các cái mà như em nói khó còn lại, đấy chính là thách thức của ông. Rồi. Rõ ràng là ở đây không phải là dễ rồi, nhưng mà thách thức kiến trúc sư phải làm được. Em nghĩ rằng với cương vị người kiến trúc sư thì luôn luôn muốn mình có một cái dấu ấn gì đấy trong một cái công trình của mình. Nên là thách thức là một điều mà luôn luôn chúng ta phải đón nhận. Nên là em cũng rất là mong chờ là Đoàn Mạnh đón nhận thách thức của Diệu Lâm Anh như thế nào. Em cũng muốn là cải tạo làm sao để cho, nói chung là thứ nhất là tối ưu không gian, thứ hai là phù hợp với cả cái tính nhu cầu của em. Đúng rồi, tính cách của em, nhu cầu của em. Em là sống với hai con và ở với bà ngoại là như vậy đó. Em sẽ có thể có được cái ngân sách là từ 1.5 tỷ tới 2 tỷ. Mà em không muốn động đến kết cấu nhiều nha. Động đến kết cấu nó sẽ rất là mất thời gian. Em thì em muốn nhanh để có thể dọn về ở với các con. Cái khu này nó đã làm hoàn thiện và bạn ấy đang sửa phần thô, nên đấy là một trong những cái khó khăn. Và để cho bài toán của anh dễ hơn nữa thì chương trình Là Nhà sẽ có một món quà nhỏ dành cho chị Diệp Lâm Anh, đó chính là 200 triệu để chúc để giúp chị xây tổ ấm của mình dễ dàng hơn. Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Và bài toán này thì anh Mạnh sẽ có thời gian là 2 tuần để có thể đưa ra một phương án hợp lý nhất cho chị Diệp Lâm Anh. Và 2 tuần sau chúng ta sẽ gặp nhau ở đây để có thể bàn bạc về cái phương án đó. 2 tuần nổi không anh? Được không? Em nghe nói là anh nhiều việc lắm. Nhưng anh phải ưu tiên em. Đương nhiên rồi, nếu như anh không ưu tiên em là không được đâu đấy. Anh nghĩ 2 tuần được, không vấn đề gì cả. Thực ra là căn nhà đầu tiên mà em cải tạo và sửa là căn nhà đầu tiên mà em sở hữu luôn ấy. Em phải là rất tin tưởng anh và nhờ anh làm sao để làm cho em được một cái tổ ấm cho em và hai con của em. Mà làm nhà cho bạn lại là khách nữa, nên vì vậy là cái việc đấy nó sẽ khó khăn và nó trách nhiệm hơn. Khi mà cả hai người cùng làm sáng tạo á, cùng gặp nhau trong một cái hoàn cảnh như thế này, thì Diệp Lâm Anh nghĩ rằng là anh Mạnh anh sẽ áp lực hơn rất là nhiều. Còn Diệp Lâm Anh chỉ là người duyệt thôi, không được thì vẽ lại. Đó, đó, bắt đầu nghe đó. Là thấy khó rồi. Nếu cứ vẽ đi vẽ lại thì không hiểu 2 tuần có xong không. Rõ ràng nó là thách thức mà. Dạ. Thế nhưng mà thách thức này nó sẽ lôi cuốn kiến trúc sư. Nhưng mà Hùng thì thấy là cái đề bài mà chị Diệp Lâm Anh đưa ra cho hai bé nhỏ là chưa có rõ ràng, chưa cụ thể và chi tiết nhiều quá. Căn nhà của chị Diệp Lâm Anh ấy kiểu một gia đình mà mọi người đang thiếu một người đàn ông, thì vậy là cái căn nhà này nó cần một cái sự vững chãi để bảo vệ cả gia đình. Diệp là một người mạnh mẽ rồi, nhưng mà Kiwi nghĩ rằng là một ngôi nhà mà tính công năng là một chuyện, nhưng mà nó có cái sự vững chắc hay không thì... Cái vững chắc nó không chỉ là cái nhà nó vững chắc, mà cái thiết kế để nó làm sao cho mình cảm giác mình yên tâm và an toàn ở trong đó. Đây là hình ảnh hiện trạng nhà của cái căn liền kề. Bạn ấy thích hơi neo classic và cộng thêm hiện đại. Quan trọng nhất là tầng 1 và tầng 2. Nhiều kệ tủ và công năng.
và thẩm mỹ bắt đầu xếp sau. Chốt lại vấn đề ở đây, một là mọi người đã nắm được hết ý rồi, hai là anh sẽ bay vào Hồ Chí Minh mấy hôm tới để kiểm tra lại phần mặt bằng hiện trạng nó ra sao và trao đổi sâu hơn thì mình làm ra một ngôi nhà nó đúng và nó phù hợp với khách hàng hơn. Theo anh thì ngày xưa là em dễ hơn hả? Ngày xưa em vô tư hơn thì chắc chắn em sẽ dễ hơn. Bây nhưng giờ, bây giờ dễ. Không, bây giờ em già hơn rồi em sẽ khó tính hơn. Không, đúng em nghĩ là em dễ. Kết quả mới là câu trả lời em ạ. Ok luôn, bây giờ anh cứ đi vào anh làm cho em được là tối em lại đưa anh đi ăn. Đi ăn đi chơi, ok chưa? Được, hợp lý, rồi chốt. Hơi hơi có một tí thưởng. Anh nghĩ về cái việc khi em phân chia không gian ấy thì có thể phân chia bằng nhiều cách. Một là ánh sáng này, hai bằng vật liệu này, ba là hình thức vật lý chẳng hạn. Thì có thể là như kiểu hình thức vật lý là mái vòm của em con gái ấy. Em sẽ thích cái kiểu hơi cong hay mềm mại hơn một chút. Em không thấy khả quan lắm. Bánh bèo em con gái thật nhưng mà em cũng thích cái gì nó đơn giản và nó tinh tế thôi. Chứ không cần phải là cầu kỳ rồi vòm rồi vòng vằn vện. Vằn vện là tôi không thích. Ok. Đặc điểm khu bếp là thường là bị mùi. Và thiếu ánh sáng thì anh sẽ đặt các khu bếp ở phía ngoài này. Mình làm một cái bếp ở đây chạy dài chẳng hạn này. Sau đấy thì em có thể thêm những cái kệ tủ ở đây và bàn đảo ở giữa. Ok, bàn đảo ở đây em thấy hợp lý rồi. Nhưng mà em muốn là cái bếp nó sẽ nằm ở khu vực này. Công việc rửa chén là công việc mà em không thích, hiểu không? Nên là lúc rửa chén thì nhìn ra ngoài này. Nó feel hơn. Nói chung là làm cho em đỡ bị chán hơn. Đỡ bị chán, đúng không? Tại vì bạn ấy làm về thời trang mà, nên mình tư duy là bạn ấy muốn sẽ về phần thẩm mỹ nhiều hơn. Nhưng trực tiếp tiếp xúc nên là cũng hiểu là bạn ấy quan tâm đến công năng là chính và mọi thứ nó gọn gàng và đơn giản thôi. Thực ra đến cuối cùng ấy thì anh Mạnh cũng sẽ phải ra một cái bản thiết kế mà Diệu Lâm Anh ưng ý thì mới có thể tiến đến cái việc thi công được. Và cái việc mà hai anh em trao đổi với nhau thực sự là mình cũng không ngại lắm đâu, bởi vì đây là công việc mà. Đấy. Đây là phòng ngủ. Phòng đúng không? Của em, đúng rồi, phòng ngủ của em. Có thể đập hết cái phần tường này đi để mở rộng không gian giữa nhà vệ sinh, kiểu như là bồn tắm, sau đó thì nhìn ra ngoài xong ánh sáng nó rất là sang, hoặc là kính. Không được, đồ của em nhiều, em nói anh rồi mà. Bây giờ nếu như mà cả một cái khu này mà làm bằng kính thì đương nhiên là kính thì mình phải để cho nó thông thoáng rồi. Đâu có thể để quần áo treo được. Không được, thay đổi cho em. Công năng tất nhiên là nhà nào cũng cần có rồi, nhưng cái phần thẩm mỹ nó phải giảm lượng đi. Cái công năng nó chiếm nhiều nên vì vậy là cảm giác nhà nó sẽ hơi boring hơn một tí. Anh đang nghĩ cái không gian của phòng ngủ của con và phòng vui chơi ấy, thì có thể là đập bức tường này đi. Khi đập bức tường này nó mở rộng không gian, nó vuông vắn hơn, nó rộng hơn và bọn nó có thể chạy nhảy. Nếu mà thêm thời gian nữa thì không được rồi. Thế chắc là mình phương án mình sẽ giữ lại cái bức tường này và làm sao để anh thiết kế cho cái không gian chỗ phòng chơi cả phòng học nó vẫn matching với nhau nhưng mà vẫn xinh. Thế là nhờ anh. Chứ đập nó không được rồi nha, nếu mà mất thời gian là không chơi, mất thời gian là không chơi à. Anh thì rất là mong muốn được đập cái bức tường này đi. Anh có cách nào mà đập mà không tốn thời gian không? Thôi, thua. Trói tay trói chân, thua. Phần thô hầu như là cố định hết. Mình đã đưa nhiều lời tư vấn để làm cho cái phòng nó đẹp hơn, rộng hơn. Nhưng bạn ấy thấy những cái phần đấy đôi khi chưa quan trọng với bạn ấy, nên là bạn ấy chỉnh sửa để cho phù hợp với bạn ấy hơn. Để anh biết rằng là mình đôi khi trong cái sự trao đổi của mình cũng hơi khó chịu một xíu. Nhưng mà anh Mạnh thì anh là người rất là lắng nghe. Mặc dù là anh có những cái quan điểm của anh ấy, nhưng mà anh sẵn sàng là anh sẽ lắng nghe cái ý kiến của mình để anh thay đổi cái quan điểm của anh ấy cho phù hợp với mình. Xét về góc độ của kiến trúc sư ấy, hoặc là một người khác, ví dụ như Kiwi chẳng hạn. Ok, tôi đồng ý, đập sửa cái tường này đi. Vâng. Nhưng ở đây không phải thế. Thế thì đâm ra mình mới nói là cái không gian nó có chứa đựng một cái cá tính người ở đó. Nó liên quan đến nhiều cái thứ khác mà nhiều khi kiến trúc sư mới đầu vào chưa tưởng tượng được đâu. Mới chỉ nhìn nhận nó ở một cái góc cạnh là một cái hiện trạng vậy thôi. Vâng. Nhưng phải tương tác. Vâng. Tương tác với nhau thì mới ra được là vấn đề. Phòng khách này, để TV chúng ta vào nó nằm ở đây. Và nó sẽ nằm ở giữa khu bếp, phòng khách. Cái phòng bếp này bọn em đang ngồi trong cái hơi phòng cũ. Tức là bên nó sẽ to hơn. Bếp mở rộng ra, anh nghĩ là hợp lý. Phòng ngủ con. Ở đây thì hai bé xong, mỗi bé sẽ có một giường riêng. Bên này sẽ là bàn học tập.
có một tổ quần áo riêng, hai bé sẽ có một cái khu vui chơi. Tại vì cái này thì ta làm cũng hơi gấp nên là mình cũng gần như là không đập tường tiếp thì cả để cho tốc độ. Đối mặt với chủ nhà cá tính mạnh như Diệp Lâm Anh, cùng bài toán thiết kế nhà thiên về công năng sử dụng với rất nhiều hệ tủ chứa đồ, trong thời gian gấp rút, liệu kiến trúc sư từ Combo Home sẽ cân đối yếu tố thẩm mỹ, yếu tố làm nên phần hồn trong một công trình như thế nào? Hey, chúng ta đã đến với căn phòng trình bày của anh Mạnh. Và em biết rằng là hai anh chị đã gặp nhau một tuần trước rồi và có vẻ cũng căng thẳng đúng không? Chưa bao giờ là hòa bình cả. Trước khi bắt đầu làm nhà cho nhau. Một tuần anh có thấy căng thẳng không? Ôi, một tuần là thúc ép anh em làm xong rồi duyệt xong rồi chỉnh sửa liên tục đấy. Chị Diệp Lâm Anh và em đang rất là mong chờ để xem cái phần này nó có đáp ứng được yêu cầu của chị không? Đây là hiện trạng này. Đúng rồi. Đây là cái phần phòng khách như lúc nãy phân bổ vị trí đây. Nó sẽ có những cái tông màu pastel. Nhìn 3D một cái là thấy xinh liền luôn nhở. Bởi vì diễn họa 3D sẽ mang lại một cái nhìn tổng quát hơn. Đúng rồi, wow. Tư duy và cái thẩm mỹ của anh Mạnh cũng nói chung là mình rất là thích. Em thích cái phần tủ TV. Sofa cũng đẹp nè. Rất nhiều không gian lưu trữ luôn. Bởi vì em nhìn thấy cái phần ở phía dưới là rồi ngăn kéo rồi tủ rất nhiều. Nhiều giày lắm. Nên là đây thực ra là không phải để điều khiển remote các thứ đâu để đây giấy. Chính là để giày đấy. Trong nhà thì có những cái điểm nghỉ. Thì cái điểm nghỉ đấy là những cái điểm kiểu sau sofa này hay điểm sau bàn ăn này là điểm nghỉ. Còn những cái điểm này là điểm công năng. Nên ngôi nhà mà nó chiếm quá nhiều điểm nghỉ hoặc chiếm quá nhiều công năng thì nó sẽ mất đi cái tinh thần của ngôi nhà. Đây là cái tủ TV là sẽ ở đây đúng không? Đúng rồi. Đây là cái khu sofa này. Bàn ăn là nó ở chỗ này. Là bàn ăn nó nhích vào sau cầu thang. Em thấy phương án này thế nào? Em rất là ưng cái màu này nha. May quá. May cho anh nhá. Thì ở đây là anh chưa nói gì về một cấu liên quan đến cái cấu trúc cả. Vâng. Nhưng mà chỉ nói cái chung là ở đây đã có một sự đồng cảm về màu sắc. Vâng. Và cái style thì cái đó khá là quan trọng. Vâng. Cái điều quan trọng nhất là Diệp đồng ý. Là một cái mà mình thở phào nhẹ nhõm rồi. Là một điểm đáng mừng. Đúng rồi. Này thích cái gạch bông này ghê. Đúng y như cái gạch bông ngày xưa mà ở nhà ông bà em. Cái gạch bông ngày xưa người ta không có đánh nhẵn nhiều và mình dùng càng dùng thì càng dùng nó càng nhẵn. Càng dùng nó càng nhẵn và cái đấy là cái dấu hiệu của thời gian và là cái nhà của mình nó lớn lên. Và trong cái phần này thì cái đèn rất là đẹp. Anh chọn cái đèn rất là điệu luôn á. Nó rất là mềm mại, hợp với con gái như là Diệp Lâm Anh. Và quan trọng nữa là cún thích cái phần hút mùi hình tròn. Đấy, nên là cái hút mùi hình tròn anh đẩy vào đây để bạn ấy nấu ăn trong cái góc này thì nó có kiểu background nó sẽ đẹp hơn. Công năng càng nhiều thì cái thẩm mỹ nó sẽ giảm đi. Thì chỉ bằng cách là thay đổi các loại vật liệu bề mặt, làm sao cho nó màu sắc hơn, làm sao cho nó hiệu quả hơn và các phần phụ kiện nó tốt hơn. Anh Mạnh ơi, em muốn đổi cái tủ lạnh sang khu vực này. Lý do? Lò vi sóng nó nằm ở bên đây và một cái tủ rượu vang nó nằm bên đây nên em muốn là cái hệ mà điện đóm điện tử là nằm phía một bên. Có một gợi ý cho chị Diệp Lâm Anh là bởi vì em làm bếp em rất là tập trung thì có một cái nó gọi là vòng tròn công năng ấy. Thì khi mà nó gọi là tam giác vàng. Tam giác vàng, còn em thì em nâng cấp cao hơn thì nó là năm thứ. Thì sau khi mà cái tủ đồ khô hoặc là tủ lưu trữ đồ ăn của chị trong tủ lạnh thì cái bước tiếp theo mà chị lấy đồ ăn xong ấy thì chị phải đi đến cái khu vực lấy đồ để đựng nó. Có nghĩa là ví dụ như là cá chị để trong tủ thì nó phải có những cái đồ đựng thì đấy là cái tủ tiếp theo. Và sau khi lấy được tủ xong thì sẽ đến khu vực rửa. Bởi vì là lấy cá, lấy thịt, lấy rau đều phải rửa. Rửa xong phải đến cái bàn cắt thái sơ chế. Cắt thái sơ chế xong rồi mình phải đi đến cái phần nấu. Thì khi mà chị làm theo cái vòng tròn công năng như vậy thì tiết kiệm được cái thời gian di chuyển. Chị nấu cùng với cả bà chẳng hạn thì hai người sẽ bị đâm vào nhau nên là cái giao thông trong bếp nó cũng là một cái yếu tố mình cần cân nhắc. Dựa trên cái yếu tố đấy thì anh đổi cái vị trí sang đây ra, tại vì ở đây cũng rất là nhiều hệ tủ thì mình có thể quyết định là cái hệ tủ nào là sẽ để cái gì. Đúng rồi. Thế mình sẽ quyết định những cái lớn trước, sau đó thì những cái nhỏ ví dụ chị như là mình bố trí ở đâu á thì mình sẽ bố trí. Cả anh Mạnh và cả Dino đều nghĩ rằng là Diệp Lâm Anh rất là khó tính nhá. Nhưng mà thực ra là mình đâu có khó tính đâu. Mình chỉ là một người kỹ tính thôi. Bởi vì sao? Đây là cái căn nhà đầu tiên của mình. Rồi là cái nơi mà mình sẽ ở chung với các con. Rồi là gắn bó một thời gian rất là dài. Bởi vì thế mà hả anh Mạnh nha, Dino nha, Diệp Lâm Anh không hề khó tính mà chỉ là kỹ tính thôi. Nên là mọi người phải chiều Diệp Lâm Anh một xíu. Khẳng định lại.
nghe rất động viên. Động viên. Nghe cực động viên. Không khó chỉ kỹ. Một cách nói khác. Một cách nói khác đi cái sự khó của mình. Em cũng không biết giải thích câu này sao luôn. Phòng ngủ. Ui, cái này là cái màu anh cực kỳ thích. Cái màu này cực kỳ khó đẹp luôn á. Ừ. Đấy, nó phải đúng cái sắc độ của nó mới đẹp được. Nghĩ là nó sẽ hơi đậm hơn. Cái sơn thực tế nên nó sẽ đậm hơn so với cái màu chỉ kê. Chị là mình sẽ đưa ra option cho chị hai một lần. Đây, mình thấy bên này. Nó lệch nhau một ít thôi. Cái màu chỗ này á? Đây. Ừ, đây nó giữa hơn này. Này hơi nhạt hơi đậm. Nhưng mà cái vấn đề em vừa nhìn vào cái đập vào mắt em nha, là em nốt cho anh là túi sách rất là nhiều ấy, nên là ở trong phòng em không còn chỗ nào để đựng túi sách nữa. Cho nên là sẽ phải phối hợp cái khu vực mà trưng bày này này, anh đổi thành hết thành tủ túi cho em. Phải hai dọc, bên cạnh hai dọc. Có khi không đủ chỗ. Lúc Diệp Anh muốn thêm tủ ấy thì Mạnh thấy rất là đau đầu. Kiến trúc sư cần phải hiểu rất kỹ về cái nhu cầu và cái mong muốn của khách hàng. Mình đang tranh luận với nhau để mình đi ra được một cái phương án cụ thể. Giường á, anh Mạnh em muốn cái giường nó màu sáng chứ em không có thích màu ghi. Đúng rồi. Màu này không hợp với em. Ừ. Em muốn cái màu nó kem kem. Ừ. Đồ trang điểm của em nhiều lắm. Anh định cho em một ngăn này thì em không để được. Lông mi, lông meo các thứ nhiều lắm. Thế thì lại làm hai cái dọc xuống có ngăn kéo nữa. Đúng. Nó, xong rồi cái em nghĩ là nó sẽ nối với cái táp đầu giường nó sẽ hay hơn. Này anh nhớ là cái đầu bài là gì? Tối giản. Ui, đấy. Bây giờ em nhìn cái này nó thấy không tối giản. Tối giản là sao? Tối giản là không chơi màu lè loẹt rồi không chơi chi tiết vằn vệ đúng không? Chứ còn về công năng sử dụng đây là em nói về công năng mà bây giờ bây giờ anh thích gì? Một trong nỗi sợ hãi của kiến trúc sư là gặp các khách hàng đôi khi họ không biết họ thích gì hoặc là thích nhiều thứ. Giờ Lâm Anh là không phải một trong hai tiếp đấy. Mình là người biết nhưng mà là biết điều. Nếu như mà em không làm thời trang, em không có nhiều quần áo, thực ra không phải là quần áo không, mà đi theo cái việc để phục vụ cho việc mà em làm thời trang nhá, là túi sách, giày dép, kính mắt, tất cả mọi thứ để làm phụ kiện để chụp hình. Chứ không phải là em đang đưa một cái gì đấy nó khó. Mỗi người sẽ có một cái hoàn cảnh. Và em nghĩ rằng là thật sự là cái công việc của chị là phải nhiều đồ như thế. Đối với em phòng ngủ thì em không thích để tivi. Cái đấy em đồng quan điểm với chị, em không thích để tivi trong phòng ngủ. Nếu mà mình xét cái co dần lại, ví dụ như trong một căn hộ nhỏ hơn chung cư là giới hạn hơn một chút nữa. Vâng. Thế thì người ta sẽ phải cộng các cái chức năng lại. Tức là mình nói rất đúng ở trong một cái tình huống. Mà tình huống này thì có thể nhé, bởi vì hiện nay là diện tích của nhà Lâm Anh đối với số người đấy là khá là phù hợp với cái như bọn em vừa trao đổi. Dạ. Và em cũng đang nhận xét dựa trên cái diện tích mà anh Mạnh thiết kế cho Diệp, thì em thấy cái tính công năng mà để đưa tivi vào phòng ngủ thì anh có đồng quan điểm với em, Dino có về đội bọn em không? Chắc là không quá. Nhà là của gia chủ nên là nếu mà gia chủ họ sở thích thôi. Đúng rồi, do sở thích cá nhân thôi. Thế là anh là trung lập. Đúng, bởi vì có những người thì họ thích chơi điện thoại. Nhưng mà có những người hết giờ làm về họ chẳng muốn động đến điện thoại, muốn xem TV. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phòng vệ sinh của Master. Màu xanh cổ vịt này nó lặp lại của cái màu bên ngoài nên nó làm matching với nhau nhiều hơn. Và gạch bông, các detail này anh rất là thích này. Nó như kiểu là những bức tranh ở dưới chân ấy. Khi mà nhìn cái bản vẽ mà phối gạch bông vào trong khu vực mà nhà tắm và khu vực bếp thì mình cảm thấy rất là hợp lý, rất là tinh tế. Điều làm anh thích thì Mạnh rất là tự tin và tự hào về việc đấy. Cái vật liệu đấy là vật liệu rất là dễ dùng, rất là dễ sử dụng và Mạnh nghĩ là đấy là cái lựa chọn đúng. Theo cái mong muốn của em như lần trước là không có giường tầng, anh đã chuyển sang hai cái giường có đệm và có những bức tranh kiểu cây thông. Em nghe nói câu chuyện giường tầng cũng căng thẳng đấy ạ. Trời ơi, hai đứa bé nhà em nó nghịch lắm luôn ý. Nên là em nghĩ rằng là phương án giường tầng sẽ hơi nguy hiểm. Thực ra có những cái loại thiết kế giường tầng nó kín hẳn để cho nó không nhảy ra, nó chỉ có đi thang. Nghĩa là em sợ là khi bước từ trên thang nhảy xuống nó nhảy uỳnh nữa. Tại vì em nghĩ là giường tầng là đẹp nhưng mà không khả thi. Đây cũng là một cái phương án an toàn hơn cho hai bé. An toàn, đúng rồi. Hợp lý anh ạ, rồi xinh, màu cũng xinh nữa. Chị thì thấy cái lấn cấn là cái màu sắc ở đầu giường với anh Tuấn thấy sao? Màu sắc nó hơi bị chỏi, tức là nhìn nó chưa hồi lớn à? Vâng, con nít thì phải màu sắc một tí xíu, đây hơi pastel quá. Đây là phòng chơi của hai bé này, lấy ý tưởng từ một cái phòng vui chơi và bọn trẻ con, nó có những cái hình tròn ở đây rất là nhỏ. Rồi cất đồ hai bên, có cửa kính ở bên ngoài để bảo vệ. Cái khu vực này em thấy nó không có được sâu lắm đâu anh Mạnh ạ. Mình lùi cái kính ra tới cái chỗ khu vực đây. Lùi cái kính ra đây này. Để cho cái khu vực này nó rộng hơn.
Nhưng mà nếu mà theo chị Diệp Lâm Anh mà lùi cái kính ra tận hành lang ấy, thì ví dụ mình đi bà, đi từ tầng trệt lên đến phòng bà là lúc nào cũng phải mở hai lần cửa. Mở để một lần vào cái kính đấy và mở một lần ra. Mà không có cái đường không cần mở cửa ấy. Thì cái đấy em nghĩ mọi người nên cân nhắc. Ok, anh sẽ suy nghĩ về cái phương án này để làm sao cho nó hiệu quả nhất. Phòng của bà thì khá là đơn giản thôi, bởi vì bà không có nhiều nhu cầu lắm. Cái về màu sắc ở phòng bà thì em thấy là hợp lý rồi. Rất Hàn Quốc. Nó nữ tính. Giống như mấy mama Hàn Quốc ấy. Đúng rồi. Còn ở trên mặt bàn nó sẽ là những cái phần vật liệu, wood board. Đẹp ghê. Đấy, từ đầu cô ấy bảo là không thích tân cổ điển. Đấy, nhưng khi đưa sâu ra trước mặt và cầm thì lại ồ, cái này. Anh cũng tư vấn chị dùng phụ kiện của Bloom. Đây là một hãng phụ kiện hàng đầu đến từ Áo. Người ta đã sản xuất phụ kiện đến hơn 100 năm rồi. Bởi vì là cái Bloom này người ta sẽ bảo hành trọn đời ở trên cái phần phụ kiện này. Ở trên thị trường ấy, hiếm có phần phụ kiện nào mà mở một cái cánh cửa góc. Ở đây là 155 độ. Bởi vì khi mà chị mở tủ ra ấy, nếu mà chị mở cái góc 90 độ này chị lấy đồ sẽ rất khó. Còn đây mở 155 độ là cửa nó banh ra. Trông xịn em ạ. Thì em nghĩ rằng là tất cả những cái phụ kiện đều là chọn những cái chất lượng tốt nhất rồi. Chị sẽ không cần phải lo. Cơ bản hôm nay em nhìn thấy cái cách mà anh đưa bản vẽ là anh phối màu thì em cũng thấy rằng là không cần phải chỉnh gì nhiều cả. Riêng về phần màu sắc, ví dụ như là cái quan trọng nhất là cái phòng master là phòng của em đó. Thì em phải hẹn anh Mạnh một ngày để mình trực tiếp mình test cái màu sơn. Bởi vì đấy là mảng duy nhất mà mình dùng cái màu. À không, mảng em giỏi nhất. Em giỏi nhất mà đúng như Dino nói đúng không? Thì là phụ nữ có cái con mắt mà nhìn nhận được các cái màu sắc nhiều hơn đàn ông. Cho nên là rất là đắc ý về cái câu đấy. Nói đi nói lại mấy lần rồi đấy. Nên là chắc là mình ra thực tế đi và mình test cái màu sơn luôn. Yo. Bây giờ đến giai đoạn là tút tát lại nhà cửa. Tút tát. Nhưng anh thấy cái nhà này cũ rồi ấy, nên là phải thay đổi lại cái lớp bề mặt ở bên ngoài. Đúng rồi, em nghĩ là cái thời tiết mưa nắng thất thường nữa. Đúng nếu rồi. Như mà cái sơn nào mà nó dễ bị bong chóc là không chịu. Anh sẽ tư vấn chi tiết hơn như kiểu sơn nippon hay nippon hợp lý nhá. Nó chống thấm được. Sơn này sơn cao cấp nên vì vậy việc bền màu nó cực kỳ cao. Đặc điểm của cái phần sơn này anh thấy ở trong nhà nó một là nó rất là mịn, hai là nó kháng khuẩn. Ồ thế á? Cái việc tẩy rửa thì có dễ không? Cái loại này lại rất ok việc tẩy rửa, không vấn đề gì cả. Và một trẻ con nó vẽ linh tinh trên tường mình cũng có thể lau được. Nhà em có trẻ con ấy, nên là nó lại tiện tay hay tiện tay lắm. Em nghĩ là em thích cái màu nó sậm hơn. Cái màu này anh lại nghĩ là nó phù hợp với em bởi vì nó tươi ấy. Nó tươi, nó trẻ ấy. Không, em già rồi. Chốt lại cái màu sơn này là như nào? Chốt lại là em muốn nó sậm màu hơn. Lần này thì em nghe theo anh đấy, không cãi nữa. Cãi quá lại anh bất đồng quan điểm. Em đang ở phân xưởng sơn của Flipfit đây ạ. Nó có một số vấn đề em cần trao đổi luôn với anh á. Về cái phần tủ thì ở công trường thi công không có được bằng phẳng á, thì một số cái thước như phần trần thì em phải thêm cái phần phào vào trong đáy để cho nó không có bị cấn á. Ok, đồng ý. Lưu ý những cái phần phụ kiện này, những cái phần sơn này, hay là những phần mức độ hoàn thiện và những cái phần bo cạnh cho trẻ em chạm vào cạnh bị gây nguy hiểm cho các bạn đấy. Vâng. Phần ném giảm, nẹp và dán cạnh nó phải thật kỹ nhá. Vâng. Ok anh, em lưu ý phần này. Dạ. Anh Mạnh thấy vào thành phố Hồ Chí Minh nào? Đó là anh mong một cơn mưa luôn. Một trong những điều sung sướng nhất của anh là có em đưa đón. Ở đây gần đến chỗ mua cây rồi, đây là đường Nguyễn Hoàng. Chỗ này là cái chỗ mà em cũng rất là hay mua cây, rất là nhiều vườn đẹp. Em thấy cây trầu bà kìa, Monstera. Anh thấy cây đấy đẹp, đi ra phía đấy xem nào. Hiện tại thì nó cũng là một cái xu hướng trang trí nội thất. Anh nghĩ là lấy một cây này và một cây Monstera mà lá to ấy, nó đục lỗ ấy. Vâng, nhưng mà cây này
tán hơi to không anh chọn xem cây thực nào? Thực ra không sao đâu, tại vì nhà bạn ấy cũng không nhỏ mà. Có một cái cây màu tím một tí để cho ở cái bức tường xanh ấy. À. Cái tương phản thì bằng cái này này. Nếu mà mình chọn màu xanh mà cho cái tường xanh đấy thì nó lại không nổi bật. Đặt em. Kịp không anh ơi? Khẩn trương lắm rồi. Đây, phòng khách là chưa có gì hết. Phòng khách này chỉ cần sofa thôi. Nhưng mà hỏi thật hơi nhỏ không anh? Trên mặt bằng thì nó vừa, tại vì nó có cả đôn, cả loa các thứ bên cạnh. À, này nó bổ trợ. Còn rất nhiều đồ rời nữa. Đúng rồi. Xong rồi có thể là cho cả thảm này, tranh này vào thì làm không gian nó chặt chẽ hơn nhiều lắm. Ồ, thảm xinh quá. Ngồi ok phết, anh mua đâu vậy? Cái này anh thấy ở bên nội thất Bắc Âu Nordic. Cái này anh thấy bên showroom làm đẹp và đồ êm bo tròn và đồ đàn hồi tốt. Em thấy em vừa nảy lên đúng không? Em ngồi em thấy rất là vừa vặn với vóc dáng, không bị lớn, không bị nhỏ. Tại vì nó là thiết kế của người Việt Nam. Nên vì vậy là các thiết kế này nó làm cho tiêu chuẩn theo kiểu của nước mình. Nó không bị lọt thỏm, nó không bị rộng quá. Cộng thêm cái bàn này nó tương phản này. Logo của nó được đồng lên trên này khá là đẹp này. Và có cái tem ở bên cạnh em. Ở đây, cái mát. Nó đây. Khá là tinh tế. Thôi phải nhắc với chị Cún là chính tay em đã ở dưới gầm bàn lắp bàn cho chị nhá. Bếp đang lắp đồ. Lắp đồ đây là ngăn kéo của Bloom đúng không anh? Ngăn kéo điện có giảm chấn êm, giảm tiếng ồn và giảm hỏng tủ. Anh em khẩn trương lên nhá. Dino nó đang giục anh rồi. Khẩn trương nhưng mà vẫn phải cẩn thận, bởi vì là khi mà giao là chị Cún phải ưng 100%. Không có chuyện là lỗi rồi sau này defect lại không chấp nhận. À còn chưa có giấy dán tường. Giấy dán tường là ngày mai dán. Ngày mai giao nhà, ngày mai dán. Mai dán xong rồi bán giao luôn mà. Chắc không? Chắc. Lỗi sao? Để kệ đây, vào đây luôn này. Alo. Chắc là hôm nay phải cho chuyển giấy dán tường lên luôn giúp em. Bởi vì ngày mai thì muộn mất, mai phải bán giao nhà rồi. Một là chuyển luôn cho em bây giờ, hai là tối nay làm thêm tăng ca buổi tối. Phòng bà đấy ngày mai dán được không? Không, anh có thể tăng cường thêm thợ đi. Để cố gắng. Cậu bắt buộc phải xong đấy, không phải cố gắng đâu. Hoang mang quá. Để mình đi đến một lâu đài. Lâu đài có chị và Hồng. Yeah. Có đến lâu đài bí mật không? Có. Ngày hôm qua đến hôm nay là bà đi mua quà cho hai người. Anh ơi. Ổn rồi đấy anh, nhanh, còn một tiếng nữa thôi. Và góc này chính ra em thấy chill đấy chứ, bởi vì trong nhà chị Cún rất chú trọng đến không gian chung. Cún thích cái mẫu thiết kế này của B Plus Furniture nên là anh chọn cái mẫu này về đây. Ngoài cái sofa dài thì kèm thêm một cái ghế đơn, một cái bàn tròn. Đấy thì nó sẽ matching với nhau. Tuy rằng nó bị thay đổi thiết kế của anh một tí. Có mấy cái thắc mắc. Vâng. Vẫn cứ thấy lăn tăn. Những cái thắc mắc thì nó vẫn ở đấy ạ. Ừ, nó vẫn cứ ở đấy. Thật ra mình chưa biết là khi cô ấy đến thì nó thế nào. Theo như phỏng đoán của Hùng ấy, thì phản ứng của Diệp Lâm Anh cũng như là mẹ và hai cháu khi nhận nhà này thì sẽ mọi người sẽ rất là wow và sẽ rất là thích. Có thể là ở bản thiết kế 3D mình nhìn có rất là nhiều cái hạng mục mà mình cảm thấy chưa hài lòng, nhưng mà khi mà vào đồ các cái thiết bị đã vào xong rồi thì mình nhìn cảm thấy cũng khá em ổn. Em nghĩ là như thế. Chắc là theo kiểu là tinh thần chung thì mình sẽ thấy vừa có cái niềm vui của người mẹ rồi niềm vui của người con đúng không? Dạ. Nó hài hòa. Nó hài hòa nhưng mà chắc là vẫn còn muốn là có cái này thích hơn, có cái kia thì hay hơn đúng không? Đúng, chắc đúng. Là vẫn thế, bởi vì cái cô khó tính này làm sao mà lại không như thế được đúng không? Kỹ tính không phải khó tính ạ. Kỹ tính. Bây giờ chú sẽ dẫn cả nhà đi xem nhà nhá. Đi con. Wow, nhà ai đẹp thế nhở?
thấy hơi choáng ngợp xíu, bởi vì anh Mạnh anh đã thực hiện được đúng cái mong muốn của mình về ngôi nhà. Bà nhìn cái gì đây? Mẹ nè, chị hai nè, Boy này, ô Tài không? Tài không? Bà đâu? Mẹ. Nhà mình có đẹp không, Boy và Buri? Con biết đây là phòng gì không? Đúng rồi, giỏi quá. Hôm nay chị cún nhận nhà, chị thấy sao? Không tin được luôn em. Trời ơi, quá đẹp, quá xuất sắc. Hôm nay là bà thích nhất. Bà mê không ạ? Mê. Con thấy là bây giờ tủ tiếc các kiểu là bà mê lắm rồi. Bây giờ trợ thủ con đang chờ ở trên tầng trên, thì cả nhà mình lên tầng trên sẽ có người đón ạ. Ôi trời ơi, nhiều ô tô của Boy thế nhở. Nhìn vào góc độ thiết kế thì Mạnh không quá thích lắm ở cái việc thay đổi như thế này. Nhưng dựa vào thực tế thì con của bạn ấy cần những dụng cụ như này để học. Thì cái việc mà học như thế là cần thiết với các bạn ấy thì mình lại thông cảm hoàn toàn với chủ nhà. Wow! Ôi! Anh nhìn thấy hai đứa chưa? Wow, ôi, hợp lý. Như kiểu một phòng khách của riêng mẹ nhỉ? Đẹp, phòng đẹp quá. Cảm giác mình ngủ xong rồi ra đây uống trà, xong rồi ra ngoài hít thở không khí. Bà buổi sáng làm ly cà phê nhỉ? Vâng. Tất cả mọi cái thiết kế cô để cho toàn quyền cho Lâm Anh làm hết. Nhiều khi về thì cũng kêu mệt mỏi lắm, nhưng mà nhiều lúc mẹ góp ý cũng không nghe. Nhiều khi hai mẹ con cũng cự nhau về chuyện đấy, nhưng mà thôi thì cô vẫn cứ tôn trọng tất cả mọi cái. Bây giờ chủ nhà mà lại chưa khám phá phòng của mình, bây giờ mời chị vào. Đây là một món ăn đặc biệt cuối cùng. Đây ạ, mời chị. Thế giới riêng. Ôi giời, ôi sao sẵn đồ luôn, hay thật, hay quá. Còn cái màu này hôm trước anh em cứ cãi nhau cơ, mà màu này lên xinh thật. Thiết bị vệ sinh mà màu đen xong rồi phối cả trắng, rồi với cả nền này nó xinh nhỉ? Nó đơn giản thôi. Cái bông đẹp, xinh đẹp tuyệt vời. Rồi đây là phòng của hai đứa luôn. Ôi giời ơi. Mà wow, cái mà Trang thấy trong ánh mắt của Diệp cũng long lanh ấy, cái sự xúc động á, thì Trang nghĩ rằng cái ngôi nhà đấy đã là hoàn hảo nhất rồi. Và bản thân ấy, anh Mạnh ở trong cái bản thiết kế này của Diệp, anh cũng chưa được
tận dụng tất cả những cái của anh ý, anh vẫn bị kìm lại. Ví dụ như là phòng của em bé thì anh bảo là mặc dù cái phòng này là Mạnh không có thích lắm, nhưng mà bởi vì chiều Diệp, nên là bởi vì cái sự chiều đấy và phải nương nhau đấy, nên là nó tạo thành một cái gì đấy hoàn hảo rồi. Anh nghĩ là đấy cũng là cái giá trị đấy. Vâng. Dạ. Bởi vì nếu mà mình cứ muốn đòi hỏi cái gì nó cũng là hoàn hảo ấy, thì nó chỉ là hoàn hảo ở một góc độ, mà một cái nhận định thôi. Vâng. Chứ đối với cái người trải nghiệm, chính là cái người mà sử dụng trong nhiều năm, dạ, như anh lại không phải. Vâng. Nên cuối cùng là cái kết quả phải là cho họ cái trải nghiệm hạnh phúc. Khi mà cô ấy và mẹ cô đến, wow, và trẻ con đều wow. Thì đấy chính là anh cho rằng thành quả đấy. Vâng. Vừa nãy thì có hai cháu mình chưa khám phá được kỹ ở bên dưới này. Đây, cái cánh cửa này là em hay gọi đây là siêu thị mini. Đấy, điện. Bây giờ là chị đang cầm đồ ở trên tay, chị không có tay để chị mở tủ, mở ngăn kéo đó. Chị huých mông, đấy, huých mông. Ừ, ngon lành, để vào. Để vào, xong huých mông cho nó trở lại luôn. Huých mạnh luôn. Đấy, êm như thế cơ mà. Ôi, hợp lý. Trong bếp này là rất nhiều thiết bị gia dụng mà đích thân em đã lựa chọn cho chị Cún. Bởi vì em là một người rất thích nấu ăn, và em tin rằng là với những cái thiết bị gia dụng mà em chọn ấy, thì sẽ thôi thúc thêm cái niềm đam mê nấu ăn của chị. Đây là tủ lạnh của Panasonic Prime Plus. Tại vì nhà em nhiều công năng quá nên là cần phải yếu tố thẩm mỹ, nên là cái tủ lạnh này giải quyết được vấn đề thẩm mỹ của nhà em, và nó làm cho không gian nó mềm mại hơn và nó đẹp hơn rất nhiều. Em rất là thích bởi vì cái mặt gương đen này này trông nó rất là thời thượng luôn. Tiện tiện mình tự ngắm bản thân. Hơi hơi đứng bên kia rửa bát và hơi hơi ngó sang đây để xem còn xinh hay không. Đây là cái này, chỗ này màu hồng này, đúng không? Đây là rose gold, đây là màu vàng hồng. Ừ. Rất xinh, hợp với chị. Ở đây có một ngăn rất là đặc biệt. Chị có thể thấy đây là ngăn đông mềm, toàn bộ thực phẩm đều được đông ở mức độ vừa phải mà không cần phải dã đông. Còn dĩ nhiên ở dưới này thì vẫn là ngăn đông. Đây là mấy anh em đã chuẩn bị. Một ít đồ tươi trông xinh thật. Chưa có thời gian để trải nghiệm để biết rằng là tủ lạnh thì nó sẽ như thế nào. Nhưng mà nhìn ngoại hình là thấy đẹp trai rồi đấy. Thank you anh Mạnh đã chọn cho em một cái tủ lạnh. Em rất là ưng ý với tủ lạnh này luôn. Nó không chỉ là một thiết bị trong bếp, nó còn là một món nội thất nữa. Rất là tuyệt vời. Cái mà anh thích nhất ấy, là cái bàn ăn với cả khu bếp. Những ngày này thì nó cũng cận Tết rồi, mình tưởng tượng ra là cái Tết này mình sẽ đón Tết như thế nào, nấu ăn rồi làm mấy món Hà Nội nem cuốn như thế nào, rồi là chuẩn bị một cái Tết cả gia đình, cả mẹ con và hai đứa nhỏ nữa. Dino có giới thiệu về cái ngăn đông mềm, không biết là Dino đã tìm hiểu cái đó chưa ta? Thực ra thì em là một người rất là yêu nấu ăn và em sử dụng tính năng đông mềm rất là nhiều, bởi vì là đa phần những cái món về thịt như là thịt cá, em ăn sashimi, em ăn steak thì em luôn luôn ưu tiên để đông mềm. Vì thời gian để đông mềm thì nó sẽ tốn ít thời gian dã đông hơn. Tủ lạnh là chị chưa có tính năng đó. Thế thì là thấy là một sự thiếu sót, thiếu sót vâng, quá thiếu sót. Về phải đổi. Đổi ngay lập tức. Thêm một cái nữa là đặc biệt là đối với cái sản phẩm này là cái sản phẩm hiện tại bây giờ là công nghệ cao cấp nhất mà chỉ có hãng Panasonic đang áp dụng cho cái tủ lạnh dân dụng. Tức là họ mang cái công nghệ của cấp đông nhanh trong công nghiệp mang vào tủ lạnh trong dân dụng. Vậy thì lợi ích là gì? Ví dụ như đặc biệt là gia đình có mẹ và bé muốn làm nguội sữa nhanh này, làm nguội đồ ăn nhanh này, hoặc là muốn tẩm ướp gia vị mà có muốn cho gia vị nó thấm vào thực phẩm nhanh nhất thì cái tính năng cấp đông siêu tấp là mới, đúng không? Mới, bởi vì tủ lạnh nhà em hai cánh cũng là Panasonic nhưng mà mới, không có tính năng đó. Chưa đầy một năm nữa mới ra mắt. Và ngoài ra ở đây thì là một món quà rất là đặc biệt. Em dành cho chị Cún, mời chị mở ạ. Run. Happy birthday to you. Bây giờ chị đoán ở trong này là những cái gì ạ? Mọi việc đều là thử thách. Người tốt sẽ luôn có hậu vận tốt. Chị như một người thầy, người chị và một người bạn thân thiết với mọi người. Chúc chị luôn có năng lượng tích cực, sức khỏe tốt và thật nhiều may mắn. Chị đoán được là gì không ạ? Cùng một người bạn gửi cho chị. Và trong này là những lời chúc của những người bạn gửi cho chị. Và bây giờ nhiệm vụ của chị là phải đoán những người bạn này là ai. Em chúc chị hai luôn xinh đẹp, mạnh mẽ, lạc quan. Em gái mãi luôn bên cạnh lúc chị cần. Yêu chị rất nhiều. Cái này là có thể đoán được luôn. Tại chỉ có đúng một người duy nhất mà gọi em là chị hai là Thiên Hương. Hay là Thiên Hương. Cún nha. Làm phụ nữ mạnh mẽ thật khó. Nhưng thỉnh thoảng yếu đuối cũng không sao. Mệt thì alo tui dẫn đi ăn. Và bà đáng
đang làm rất tốt. Tôi tự hào về bà, mãi yêu. Nghi là con hiền lắm. Bà và tôi. Không, em mà con Bông thì lại là ông tôi cơ. Ờ, như con Hiền ấy. Hiền á, Hiền là cậu tớ. Ờ, thế ạ. Thế khổ ấy. Hú hồn cho bà già. Bạn bè bao năm mà viết thư tay thế này xến quá đi. Nhưng hôm nay là ngày đặc biệt, tôi phải góp vui vài lời. Chúc mừng Cún có ngôi nhà đầu tiên. Buồn gì rồi cũng qua, ăn được ngủ được là vui lắm rồi. Ok, chị nhìn kìa. Quỷ. Đúng rồi, kêu hồi hộp quá. Đấy giờ mà đây luôn. Đấy lúc này giờ mà nha. Mưa đảo mông người ơi. Mọi người bắt đứng ngoài kia đợi. Ok chưa, bất ngờ chưa bà già? Bất ngờ. À, bất ngờ chưa bà già? Không nói được à. Anh kêu mình. Mình á, tôi chưa. Tôi tư đoán mình là phải như này. Không. Thôi, thật là quá ngắn. Ngắn gọn. Đúng rồi. Đây. Đúng, chính xác rồi. Ừ. Em nghe nói bạn em nhận được nhà, các em phải phi từ ra xuống đây 300 cây. Ngoài ra anh cũng có một món quà cho Cún. Ôi, đúng hả? Quà. Đây, đây cho tự bóc. Thank you anh. Baby. Tại vì anh nghĩ về việc thời gian là quan trọng. Xinh, xinh quá anh ơi. Màu này nó là phù hợp với cái màu anh em mình chọn trên phòng ngủ ấy. Em mời cả nhà mình ra phòng khách để ngồi thưởng thức nhà mới ạ. Từ lúc nhận được thông tin, sau đấy thì thiết kế ra bản vẽ 3D ở trên máy tính thôi. Sau đấy thì bàn bạc lại với nhau rồi lên được hiện trạng cả cái căn nhà như thế này. Nó như kiểu là một cái trí tưởng tượng mà được lên thực tế. Nó khá là xúc động. Bây giờ còn chị em mình thôi. Em còn một điều cuối cùng để gửi tới chị. Hôm nay rất nhiều thư tay. Dễ thương vậy ạ. Cún à, hôm nay cả nhà mình về nhận nhà mới. Mẹ vui mừng lắm vì đây sẽ là khởi đầu mới cho cuộc sống của con sau này. Cho nên hôm nay mẹ muốn nhắn đến con gái yêu vài lời. Mẹ biết suốt thời gian dài vừa qua, con rất buồn vì chuyện tình cảm gia đình trục trặc. Cho nên ba mẹ con phải dọn ra ngoài ở, khiến cho con rất mệt mỏi, căng thẳng. Mẹ thương con và hai cháu nhiều lắm, nhưng mẹ lại không giúp gì được. Con à, chuyện buồn gì rồi cũng sẽ qua nhanh thôi. Con hãy nhìn về phía trước và tập trung vào công việc để có điều kiện thật tốt nuôi dạy cho Burin và B-Boy khôn lớn. Ngày hôm nay, bố mẹ con, bà cháu mình sẽ chính thức chuyển sang một chỗ ở mới. Mẹ hy vọng mọi thứ sẽ tốt đẹp, sẽ đến với con gái của mẹ. Vì ba mẹ con là tất cả những gì mà mẹ có. Con yên tâm nhé, mẹ luôn luôn bên cạnh con, ủng hộ và tôn trọng mọi quyết định cuộc sống của con. Mẹ yêu thương con. Mọi chuyện qua không khóc nữa. Cuộc sống thì không ai có thể nói trước được điều gì hết. Mọi chuyện có thể xảy ra. Nên khi ba mẹ con quay về ở với cô thì cô cảm thấy rằng là cô cũng có những cái mất mát. Có những cái mà mình cảm thấy mình là người mẹ, mình cũng cảm thấy nó cũng đau lòng. Nhưng mà đổi lại được là được cái tình cảm. Trước cô chỉ có mình Lâm Anh thôi, nhưng bây giờ cô có thêm hai cháu nữa. Đây là lần đầu tiên mà nhận được thư tay á. Mẹ là kiểu người ít khi nói tình cảm. Sinh nhật của chị cũng thế. Có mua quà cho chả bao giờ viết thiệp cả. Chị là người mà rất là thích viết thư tay. Hôm nay là cả nhà mình, bốn mẹ con bà cháu mình về một chỗ ở mới. Mẹ cũng hy vọng tất cả mọi cái sẽ đổi mới. Mẹ con chỉ nghĩ những cái điều tích cực thôi. Để mà thứ nhất là lo cho mẹ, người sinh ra con. Thứ hai là hai đứa bé, người con sinh ra. Đấy là tất cả những cái gì mẹ có, cũng là tất cả những cái gì cho đến thời điểm này là con có. Thì mọi chuyện thì chưa phải là kết thúc, nhưng mình sẽ bắt đầu ở một nơi ở mới. Con đồng ý. Em rất mừng cho chị khi mà bên cạnh chị có những người bạn rất là quan tâm đến chị, có bác luôn luôn yêu thương chị, có hai cháu, và hy vọng rằng ngôi nhà này sẽ là một khởi đầu cho cả gia đình mình. Cảm ơn em. Cô bước vào cái nhà này, cô cảm thấy rằng là nó có đầy đủ tình thương, cảm giác có một ngôi nhà ấm cúng, có mẹ, có con, có bà, có cháu, là cô cảm thấy rất là hạnh phúc. Cảm ơn mẹ.
Rất là xúc động. Mình đang làm một cái công việc nó rất là mình gọi là bình thường đúng không? Là cùng với kiến trúc sư rồi cùng với cả một người chủ để xây dựng một cái ngôi nhà. Nhưng qua cái câu chuyện cuối cùng thì là nó là một cái sự trải nghiệm rất là trân trọng của cuộc sống. Vâng. Tức là không có một cái gì nó gọi là cái thất bại của cuộc sống. Vâng. Đúng ạ. Thì đây là một cái sự trải nghiệm không chỉ là anh nghĩ là mở cái tinh thần mới, một cái mới cho câu chuyện của mẹ con bà cháu nhà Diệp Lâm Anh, mà ngay cả cái Mạnh kiến trúc sư ấy, họ cũng được trải nghiệm một cái câu chuyện mà chứa đựng ở trong này rất là nhiều. Trong một cái chuỗi này cái nhân văn lại rất là lớn, mà nó rất là phù hợp với cái câu chuyện mùa xuân nhé. Vâng. Đúng rồi. Nó là một cái sự nảy mầm mới đấy. Một sự khởi đầu mới và một cái sự khởi đầu mà chị luôn luôn mong muốn người bạn mình có. Ở đây ấy, cái khóc ấy không phải là người ta khóc bởi vì người ta buồn, khóc là thể hiện sự hạnh phúc. Và cái kết này Trang nghĩ cũng rằng là một cái kết hoàn hảo cho Diệp để bắt đầu một cái mới. Vâng. Bởi vì là biết đâu cái mới nó còn tốt hơn cái cũ hơn rất là rất rất nhiều. Chắc chắn rồi ạ. Thì Hồng nghĩ là một cái kết thúc cực kỳ là đẹp và đầy cảm xúc. Cũng giống như Kiwi chia sẻ, khi mà thấy Diệp Lâm Anh khóc thì thực sự đó là một cái giọt nước mắt rất là hạnh phúc. Đúng rồi ạ. Có một câu nói đó là nhà là nơi bão dừng sau cánh cửa, sau rất là nhiều cái bão tố đã đến với cuộc sống của Diệp Lâm Anh. Thì hiện tại bây giờ bạn đã có một căn nhà đầu tiên có thể về ở cùng với mẹ và hai cháu. Thì đó là một cái kết thúc mà thực sự là cảm thấy hạnh phúc và viên mãn. Cảm ơn các anh chị rất là nhiều với một câu chuyện đầu năm, một câu chuyện về hy vọng, một sự khởi đầu mới. Hy vọng khán giả của chúng ta sẽ cảm thấy được truyền cảm hứng, sẽ cảm thấy tích cực hơn trong những ngày đầu năm này. Mẹ không phải vừa sinh ra đã làm mẹ, nhưng mẹ sẽ luôn cố gắng từng ngày để luôn là tổ ấm, là chỗ dựa vững chắc cho các con như cách mà bà ngoại đã chăm sóc và yêu thương mẹ. Từ nay trong ngôi nhà mới, mỗi ngày sẽ luôn tràn đầy tình yêu thương của mẹ, của bà và những tiếng cười của Burin, B-Boy. Mọi thứ sẽ không bao giờ kết thúc mà luôn là một khởi đầu mới, cũng giống như không có hoàng hôn thì làm sao có bình minh rực rỡ.